Cái câu hỏi này, làm thế nào để tôi lên được trạng thái số 7? Hầu hết anh chị em đều muốn xây dựng một cái trạng thái gọi là mối quan hệ hoàn hảo. Và khi chúng ta có một mối quan hệ hoàn hảo thì chúng ta chắc chắn 100% chúng ta sẽ thành công trong công việc kinh doanh. Khi đó thì tự nhiên chúng ta có động lực, có hạ cảm hứng, chúng ta sẽ có cái nguồn năng lượng dồi dào để chúng ta kiếm tiền, để chúng ta đi đâu chúng ta cũng hào hứng, cũng vui vẻ. Ra ngoài hay về nhà chúng ta đều cảm thấy sung sướng. Chứ không có tình trạng là ra ngoài thì vui nhưng mà về nhà thì lại chán lại buồn. Để chuyển hóa từ số 6 lên số 7. Tức là số 6 là một người ngưỡng mộ người kia. Đấy, một người là người truyền cảm hứng cho người kia. Thì để chuyển hóa từ trạng thái số 6 lên trạng thái số 7 thì chúng ta phải làm gì ạ? Nếu chúng ta là người đang truyền cảm hứng cho người khác thì chúng ta hãy chia sẻ với họ, hãy nói với họ rằng là mối quan hệ hoàn hảo là gì? Là tôi mong muốn một cái người chồng, người vợ như thế này, đúng không ạ? Và nếu như họ thực sự mong muốn lên trạng thái số 7 thì họ sẽ phải thay đổi để làm gì ạ? Để trở thành người phát triển. Bởi vì trong cái trạng thái có hai người, một người phát triển và một người không phát triển ấy, thì cái người không phát triển này sẽ ngưỡng mộ cái người phát triển, hoặc là gì ạ? Hoặc là căm thù hoặc ghét cái người phát triển. Anh chị em nhé. Nó sẽ có hai trạng thái. Khi mà mình phát triển đi lên ấy, vợ và chồng mình không phát triển ấy, một là họ sẽ ngưỡng mộ, hai họ sẽ ghét. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình không không giống họ. Mình không giống họ, một là họ sẽ ngưỡng mộ, hai họ sẽ gì ạ? Kéo mình xuống để bằng họ. Cho nên nếu chúng ta là người đang không phát triển thì việc của chúng ta đó là phải phát triển nhanh hơn. Phát triển về kiến thức, về tư duy, về kỹ năng, về công việc, về về tu thân, về kiếm tiền, về sức khỏe, về tất cả mọi thứ để nó gì ạ? Để nó phù hợp với cái người mà đang phát triển hơn cho mình, đang phát triển hơn mình cái người mà mình đang ngưỡng mộ, đúng không ạ? Mình phải phát triển. Cái gì mình chưa làm được phải xông vào làm. Cái gì mình chưa biết phải xông vào. Để làm gì ạ? Để nâng cao cái kiến thức, nâng cao kỹ năng của mình để phù hợp hơn với cả cái người kia. Đồng thời mình đang có thế mạnh gì thì mình phải tập trung xây dựng và phát triển cái thế mạnh mình thực sự phải cực kỳ mạnh lên. Để làm gì ạ? Để trở thành cái đối trọng với cả cái người kia. Nếu mình không làm điều đó thì người kia đến một lúc nào đó họ sẽ chán và họ sẽ bỏ mình và họ sẽ đi tìm một cái người khác, một cô gái hoặc là một chàng trai khác xứng đáng hơn với họ. Đấy là lý do tại sao có những vị tỷ phú họ vẫn gì ạ? Họ vẫn bỏ vợ. Người ta gọi là sang thì đổi vợ, giàu thì đổi bạn. Thực ra là đổi vợ thì nó sang, đổi bạn thì nó giàu, có thế thôi. Còn nếu như chúng ta đang là người truyền cảm hứng cho người khác thì một đó là chúng ta truyền cảm hứng cho họ để họ phát triển, để họ đi lên, bởi vì chúng ta đang có sự ảnh hưởng, đúng không ạ? Chúng ta là leader, chúng ta dẫn dắt cái gia đình đó thì chúng ta là người ảnh hưởng đến họ, thì chúng ta sao ạ? Chúng ta hướng dẫn giúp cho họ để họ phát triển. Và cái điều này thì dễ hơn bởi vì họ đang follow mình, họ đang là cái người follow mình thì mình dẫn dắt họ dễ hơn. Còn nếu như họ không 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 phát triển, họ vẫn cứng đầu, họ vẫn ở đó thì tức là gì ạ? Là mối quan hệ đó nó bị tụt xuống ở cái cấp độ số gì ạ? À, số số 5 hoặc thậm chí là số 4 rồi. Được chưa ạ? Và khi đó thì cái điều gì đến thì nó sẽ đến thôi. Đấy. Và có thể là cái người phát triển hơn họ cũng sẽ đi tìm một cái mối quan hệ khác.